Xin chào các bạn, 2020 quả là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với các hãng xe có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận những mẫu xe ấn tượng trong phân khúc và thường xuyên lọt vào top xe bán chạy hàng tháng. Những mẫu xe đó là gì? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Ở vị trí đầu tiên chắc chắn là Toyota Vios. Không chỉ riêng năm 2020 mà ngay cả những năm về trước, mẫu sedan hạng B gần như luôn chiếm trọn ngôi vị số 1 xe bán chạy. Một năm vừa qua, Toyota Vios không có sự thay đổi về thiết kế nhưng được bổ sung thêm trang bị, giữ nguyên mức giá bán. Cụ thể, phiên bản mới chính thức được ra mắt ngay đầu tháng 1 trong năm, trong đó bản cao nhất được bổ sung thêm tính năng ga tự động Cruise Control, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau, camera lùi, màn hình đa thông tin TFT ở cụm đồng hồ, kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, bản E thấp hơn cũng có sự thay đổi khi được nâng cấp thêm trang bị, giá vẫn không đổi. Hiện, Toyota Vios được phân phối chính hãng với 4 phiên bản cùng mức giá từ 470 tới 570 triệu đồng. Ở vị trí thứ hai, có lẽ cũng không khó đoán với các bạn, đó chính là Mitsubishi Xpander. Không ngoa khi nói rằng, Xpander là mẫu xe đẻ trứng vàng cho Mitsubishi, là mẫu xe thay đổi bộ mặt của hãng xe Nhật Bản xuyên suốt từ năm 2019 tới nay. Trình mẫu MPV này đã có vài lần xoắn ngôi vị trí số 1 xe bán chạy trong tháng từ mẫu Toyota Vios kể trên. Bước sang năm 2020, Mitsubishi cũng ra mắt Xpander phiên bản mới với một vài nâng cấp có thể nhận ra ngay từ thiết kế bên ngoài, ví dụ như cụm đèn full LED phía trước, mặt ca lăng, mâm xe, anten vây cá hay ghế nỉ thay bằng ghế bọc da trong nội thất. Màn hình giải trí trung tâm cũng được tăng kích thước, có đầy đủ kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Hiện Mitsubishi Xpander vẫn được phân phối với hai phiên bản MT và AT cùng mức giá 555 triệu và 630 triệu đồng. Phiên bản gầm cao của Xpander là Xpander Cross có giá bán 670 triệu đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này, đó là mẫu sedan hạng C Kia Cerato. Ngoài Mazda 3 thì đây cũng là mẫu sedan hạng C số ít lọt vào top 10 xe bán chạy hàng tháng. Thậm chí năm 2020, doanh số bán hàng của Kia Cerato có phần lấn lướt, trội hơn so với Mazda 3, dù cho hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới. Sở dĩ, Cerato có được vị trí hiện tại cũng bởi thiết kế trẻ trung bên ngoài, kích thước lớn hơn so với phân khúc hạng B thì giá bán cũng là yếu tố đáng đề cập. Hiện, Kia Cerato được phân phối chính hãng với 4 phiên bản cùng mức giá chỉ từ 544 tới 685 triệu đồng. Thậm chí phiên bản AT Deluxe cao hơn phiên bản MT mới chỉ có mức giá 584 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc mức giá này còn thấp hơn so với mẫu sedan hạng B vừa ra mắt Honda City RS có giá bán 599 triệu đồng. Dung tích động cơ lớn hơn, kích thước xe nhỉnh hơn, trang bị ngập tràn trong phân khúc đúng chất xe Hàn. Có lẽ đó chính là lời giải thích dễ hiểu nhất tại sao mẫu xe này lại hot tới vậy. Để kết thúc danh sách này, không thể không kể tới mẫu xe nhỏ nhất của VinFast. Vâng, VinFast Fadil. Fadil được ra mắt chính thức tại công viên Thống Nhất năm 2019 và sau đó liên tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất của VinFast. Nhiều tháng liền mẫu xe này góp mặt trong top 10 xe bán chạy hàng tháng. Điển hình như tháng 11 vừa qua, Fadil còn đứng thứ 2 chỉ sau vô doanh số Toyota Vios. Hiện, Fadil cũng đứng đầu doanh số xe phân khúc hạng A. VinFast Fadil hiện đang bán chính hãng với 3 phiên bản cùng mức giá từ 359,6 triệu tới 426,6 triệu đồng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhìn lại 4 mẫu xe luôn đứng đầu trong phân khúc cũng như dự thứ hạng cao trong top 10 xe bán chạy hàng tháng. Số liệu do Vama cung cấp. Các bạn nghĩ sao về những mẫu xe này? Liệu cái tên tiếp theo nào sẽ được xướng tên vào năm sau? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.